Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong top đảo tuyệt vời nhất thế giới và đứng thứ hai trong danh sách 10 hòn đảo châu Á lọt top. Giải thưởng do tạp chí du lịch Condé Nast Traveler bình chọn. Kết quả được đánh giá dựa trên các tiêu chí như chất lượng dịch vụ, cảnh sát bãi biển ẩm thực và sự hiếu khách. Đây là năm thứ ba liên tiếp Phú Quốc vào danh sách những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới với điểm cao hơn năm ngoái. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, Phú Quốc còn là nơi du khách có thể có nhiều trải nghiệm độc đáo. Đây cũng là nơi duy nhất của nước ta miễn visa cho toàn bộ du khách với thời gian lưu trú 30 ngày.